Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Lộc Đài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, cây cảnh trồng trong nhà không những giúp làm đẹp không gian sống của gia đình bạn mà nó còn mang lại sự trong lành. Đặc biệt, có những loại cây có ý nghĩa phong thủy rất lớn, vì vậy mà nó trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi căn nhà dù lớn hay nhỏ. Theo quan niệm phong thủy, nếu trồng cây phong thủy theo tuổi, theo mệnh của gia chủ sẽ góp phần mang đến tài lộc, sức khỏe và may mắn cho cả gia đình. Quý vị hãy cùng với kênh Phong thủy Lộc Tài tìm hiểu xem loại cây cảnh phong thủy nào phù hợp với từng con giáp, giúp thu hút tiền bạc, tài lộc cho họ nhé! Trước khi đến với nội dung ngày hôm nay, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong thủy Lộc Tài và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Người tuổi Tý với cây kim tiền. Tý là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp, là tuổi Tý được mệnh danh chăm chỉ, siêng năng và rất tiết kiệm. Với bản tính thích tiền, đôi khi lại quá chặt chẽ với tiền nong, nhưng đa số những người tuổi này đều vượng tiền tài, phúc lộc vây quanh. Song họ thường không giỏi trong việc quản lý tiền và không biết cách đầu tư, nắm bắt lấy cơ hội kiếm tiền. Lý do trên đủ thuyết phục những người tuổi Tý sở hữu cho mình một chậu cây kim tiền để có thể giảm bớt rủi ro trong kinh doanh cũng như thu hút vận may, tài lộc cho bản thân mình theo đúng tên gọi của nó. Gia chủ có thể đặt cây kim tiền trên bàn làm việc, trong phòng khách hay ngoài ban công. Hãy lựa chọn một vị trí thích hợp nhất để cây có thể phát triển khỏe mạnh và tô điểm thêm nét đẹp cho căn nhà của bạn. Tuy nhiên, nếu thiết kế căn nhà phù hợp với bạn, nên đặt cây kim tiền ở hướng cửa chính hay đặt ở hướng đông nam sẽ thu hút được nhiều tài lộc nhất. Kim tiền là một loại cây dễ sống, không cần tưới nước quanh năm. Tưới nước nhiều sẽ khiến cho cây bị úng và thối rễ, ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, cây có thể ra hoa, và theo quan niệm thì cây ra hoa nghĩa là một điểm báo tốt và thu hút được càng nhiều tài lộc hơn. Cây kim tiền có chứa độc tố ở thân và lá sẽ gây nguy hiểm nếu tiếp xúc phải. Do đó, nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ thì nên để ý khi trồng loại cây này. Người tuổi Sửu với cây phong lộc hoa. Tuổi Sửu được mệnh danh là siêng năng, chăm làm, chịu được vất vả, lại có tính thật thà, thẳng thắn nhưng lại quá trung thực, đến bảo thủ khiến cho công việc gặp khó khăn, tài vận trở nên kém hơn. Mặc dù làm ra nhiều nhưng tiền lại chẳng được bao nhiêu. Phong lộc hoa chính là sự lựa chọn dành cho những người tuổi Sửu để có thể đặt trên bàn làm việc, giúp cho công việc thuận lợi và mang lại nhiều tiền tài, vận may. Bạn có thể đặt cây phong lộc hoa trên bàn làm việc, trong văn phòng, trong nhà đều được. Chú ý các đặc điểm sinh học của cây để có thể lựa chọn vị trí đặt phù hợp, không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Cây phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng huỳnh quang của các văn phòng nên đây là sự lựa chọn tuyệt vời để trang trí và nó còn giúp thanh lọc bầu không khí cho không gian làm việc thêm trong sạch hơn. Người tuổi Dần với cây ngũ gia bì. Người tuổi Dần toát lên tính khí mạnh mẽ, cương trực nhưng lại có phần nóng nảy. Tài vận của người tuổi Dần luôn giàu có vì họ biết cách kiếm tiền, lại có tài lãnh đạo tốt, chính vì thế dễ khiến người khác sinh lòng ghen ghét. Để hóa giải những điều không may đó và làm gia tăng vượng khí, sự nghiệp thăng tiến hơn thì người tuổi Dần nên chọn loại cây cập hợp với mệnh trong nhà để làm nơi làm việc. Ngũ gia bì chính là loài cây phù hợp với những người tuổi Dần. Một chậu cây ngũ gia bì đặt trước cửa nhà hoặc ban công sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ tuổi Dần. Đặc điểm của cây ngũ gia bì là đuổi muỗi cực tốt nên rất nhiều gia đình ngoài yếu tố hợp tuổi còn chọn ngũ gia bì để trưng trong nhà nhằm đuổi kẻ sống trùng khó chịu kia đi. Ngoài ra, cây dương xỉ cũng rất hợp với người tuổi Dần. Đây là một loại cây cực kỳ dễ sống và không cần chăm sóc nhiều. Người tuổi Mão với cây trúc phú quý. Chỉ cần nghe tên gọi đã có thể nói lên một sự phụ trợ đầy tài lộc và may mắn rồi. Tuổi Mão là những người thông minh, nhanh nhẹn, có con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Mão luôn cởi mở, tốt tính và luôn giúp đỡ người khác hết mình. Tuy nhiên, người tuổi Mão lại có cuộc sống khá bình lặng. Theo phong thủy, cây trúc phú quý hay còn gọi là cây tài lộc, phát tài là loại cây hợp với tuổi Mão, mang lại may mắn, hóa giải vận hạn, thu hút tiền bạc cho gia chủ. Bạn có thể để cây trúc phú quý ở gần cửa chính hoặc trong phòng. Trúc phú quý là loại cây dễ sống, chỉ cần để trong môi trường nước là có thể tự ra rễ và đâm chồi nảy lộc. Do đó, việc chăm sóc rất đơn giản, trồng trong đất hay trong nước đều có thể khiến cây phát triển xanh tốt, mang lại nét tươi mát cho không gian nhà bạn. Người tuổi Thìn với cây vạn niên thanh. Theo tử vi, tuổi Thìn là những người khoan dung, đại lượng, sức khỏe dồi dào, mạnh mẽ.
Tuy nhiên, những người tuổi Thìn lại có tham vọng và thống trị. Tuổi Rồng không phải là những người thích hướng nội. Họ luôn muốn đạt được vị trí đứng ở ngoài xã hội, cạnh tranh với người tuổi Rồng rất khó. Chính vì tính cách như vậy sẽ gây ra sự ganh ghét không thể tránh khỏi. Tham vọng và thống trị luôn khiến cho sát khí vây quanh người tuổi Thìn. Vậy nên theo phong thủy, cây vạn niên thanh không chỉ là cây cảnh để trang trí nhà cửa mà còn giúp hóa giải sát khí, mang lại may mắn và thịnh vượng cho người tuổi Thìn. Đây đích thực là cái tên sánh đôi cùng với người tuổi Thìn vô cùng phù hợp. Vạn niên thanh là loại cây dễ sinh trưởng trong điều kiện mát mẻ, nếu trồng trong đất ẩm thì cho lá to xanh, còn trồng trong nước thì sẽ cho lá nhỏ hẹp. Cây ưa nước cần giữ độ ẩm cao cho môi trường sống của cây. Có thể đặt cây ở phòng khách vừa khiến không gian sinh hoạt chung của cả nhà thêm tươi mát, lại vừa có ý nghĩa thu hút tài lộc vào nhà. Một vài điểm cần lưu ý trong lá cây vạn niên thanh có độc, nếu nhai phải sẽ gây ra các phản ứng ngứa, đau rát và gây phù trong miệng, nên rất cần để ý nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ. Người tuổi Tỵ và cây cỏ đồng tiền. Con đường vận mệnh của người tuổi Tỵ không tệ chút nào, tuy nhiên có thuận lợi cũng không tránh khỏi những khó khăn, do đó nên chọn một loại cây phù hợp để có thể hỗ trợ vận khí, gặp rủi hóa may. Theo phong thủy, loại cây hợp với người tuổi Tỵ nhất đó chính là cây cỏ đồng tiền. Chỉ cần nghe tên thôi đã thấy toát lên sự giàu có, thịnh vượng. Ngoài ra, cây cỏ đồng tiền còn là những cây nhỏ, cho dù có phát triển hết cỡ cũng không thể to lên được vì đặc thù là giống cỏ, nên bạn rất thuận tiện trong việc trưng bày, không sợ bị tốn diện tích. Có thể đặt trên bàn làm việc, bàn uống nước hay trong phòng khách đều rất đẹp. Người tuổi Ngọ và cây trầu bà. Người tuổi Ngọ là người có đường tiền tài tốt, không vất vả mưu sinh, nhưng để tránh được phần nào những rủi ro trong cuộc đời và phù trợ cho con đường may mắn sẵn có của mình, thì loài cây phù hợp nhất với người tuổi Ngọ chính là cây trầu bà. Một dây trầu bà đặt trước cửa hay trong phòng khách là ý tưởng tuyệt vời, vừa khiến ngôi nhà thêm đẹp, lại thu hút tài lộc theo nhau kéo vào nhà bạn. Người tuổi Mùi và cây lan quân tử. Người tuổi Mùi là mẫu người không ham tiền bạc, có lẽ vì vậy mà họ không có khả năng phát tài. Cuộc sống cứ bình bình và rất khó để giàu có. Do đó, chọn một loại cây có thể tăng khả năng thịnh vượng, quý nhân phù trợ là điều cần thiết đối với những người tuổi Dê. Gợi ý hàng đầu chính là cây lan quân tử. Đây là loại cây được coi là sự phát triển văn minh. Hoa của cây lan quân tử nở đúng vào dịp Tết cổ truyền của nước ta và được coi là một điểm may, báo hiệu một năm đầy no đủ. Những người tuổi Dê đặt một chậu lan quân tử trong nhà, ngoài việc đem lại may mắn và thịnh vượng, thì cây lan quân tử còn có giá trị rất lớn về trang trí, tô điểm thêm cho căn nhà màu xanh tươi mát và còn lọc sạch không khí giúp gia đình. Đây là loài cây cần ánh sáng và có sự thoáng đãng. Nếu bị đặt ở những nơi ẩm tối, cây sẽ kém phát triển, thậm chí còn có thể bị chết. Nếu trồng với ý nghĩa cây phong thủy chứ không phải là cây cảnh thông thường thì bạn nên để ý chăm sóc đúng kỹ thuật, không nên để cây lụi tàn hay chết sẽ đem lại điểm xui xẻo cho gia đình. Người tuổi Thân và cây tùng bồng lai. Người tuổi Thân thường nhanh nhẹn, hoạt bát, khôn khéo và dễ thích nghi với mọi môi trường. Người tuổi Thân là người có khả năng giao tiếp tốt nhưng không thích sự gò bó, lại là người không giỏi trong việc quản lý chi tiêu nên về già người tuổi Thân thường rất hay vất vả về đường tiền bạc, nên những ai là tuổi Thân thì hãy chú ý thật cẩn thận. Nếu chọn một loài cây phong thủy phù hợp với người tuổi Thân thì đó chính là cây tùng bồng lai. Tùng bồng lai sẽ mang đến may mắn cho gia chủ tuổi Thân, là giống cây gốc nên tương đối dai sức và bền cây. Cây sẽ phát triển to nếu được chăm sóc trong môi trường sống phù hợp. Nếu chọn để bàn, bạn nên chọn những cây nhỏ có dáng bonsai để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Còn nếu gia đình bạn có khoảng không rộng, có thể để ở trước cửa ra vào, trước sân hay ban công đều được. Người tuổi Dậu với cây sen đá. Số phận thịnh vượng là điều trời phú cho người tuổi Dậu, tuy nhiên những người này lại không có khả năng phát triển đồng tiền mình đang có hay không biết giữ gìn những đồng tiền đó. Nếu làm ăn kinh doanh, rất dễ thua lỗ hay phá sản. Để hóa giải những nguy cơ thất thoát tài sản đó và mang lại sự thịnh vượng và con đường tài lộc suôn sẻ cho người tuổi Dậu thì cây sen đá chính là lựa chọn tốt nhất. Sen đá được lựa chọn nhiều nhất là sen đá Phật Ba, các lá được xếp tỏa xung quanh giống như đóa sen. Đây là giống cây mọng nước, có thể gây giống bằng lá, bỏ trên đất ẩm lá sen đá cũng có thể nảy mầm và đâm dễ phát triển. Sen đá cũng là một loại cây dễ sống, dễ chăm sóc. Nếu bạn đặt sen đá ở bàn làm việc hay bàn uống nước đều có tính thẩm mỹ rất cao. Không nên để chậu sen đá dưới đất vì đất thấp để như vậy sẽ không đẹp bằng bạn để lên trên một chỗ cao như bàn, ghế hay trên bệ kê. Người tuổi Tuất và cây kim ngân. Người tuổi Tuất thường rất gan dạ, sống chân thành và thông minh, nhưng họ lại là những người nóng tính, dễ làm hỏng việc lớn. Chính vì thế mà người tuổi Tuất làm việc lớn thường hay khó thành.
Để tương khắc với điều đó, cần phải chọn một loại cây phong thủy hợp với tuổi để giúp người tuổi Tuất thăng tiến. Lựa chọn chính xác nhất chính là cây kim ngân. Cây kim ngân giúp bạn thận trọng và điềm tĩnh hơn, tạo nên nhiều mối quan hệ mới. Không những thế, cây còn giúp bạn thể hiện được khả năng của mình trong công việc tốt nhất và từ đó mở ra con đường thăng tiến cho bạn. Nếu trồng cho mình một chậu cây kim ngân, quý vị và các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về cách chăm sóc cây, không nên để cây phơi nắng, chỉ cần đủ ánh sáng và nước là cây đã có thể phát triển khỏe mạnh. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật và môi trường sống phù hợp thì cây có thể cao đến từ 1m8 cho đến 2m. Người tuổi Hợi và cây nhất mạt hương. Cuộc sống tương đối đầy đủ, an nhàn và sung túc là những quan niệm về người tuổi Hợi. Để cuộc sống thêm thuận lợi và suôn sẻ, người tuổi Hợi nên đặt trong nhà hay nơi làm việc một cây nhất mạt hương. Đây là loại cây phong thủy rất hợp cho người tuổi Hợi. Bạn nên đặt trên bàn làm việc, bàn học hay bàn uống nước để có thể nhắc nhở bạn chi tiêu hợp lý và hóa giải vận hạn cho gia chủ. Bạn hãy lưu ý để không nhầm lẫn giữa cây nhất mạt hương và cây húng chanh vì nhìn sơ qua chúng rất giống nhau. Cây nhất mạt hương phát triển tốt trong môi trường ít sáng và đất tơi xốp. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn về phong thủy, tâm linh và tử vi. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.